Mến chào mọi người, rất vui được gặp mọi người buổi chiều hôm nay. Thì chúc mọi người một buổi chiều thật là nhiều niềm vui ha. Hôm nay mình sẽ mời mọi người cùng theo dõi mình để đi hái cỏ cho bứt cỏ cho gà ăn ha. Thì cái khu đằng trước mình thì số lượng gà con thì nó cũng tương đối ít, không có gà lớn nên cỏ rất là dư dả. Tại vì khu này cỏ rất là nhiều ha. Khu vườn này tại vì dùng này mình trồng sầu riêng thì mình nên để cỏ. Khu đằng sau á, thì mình cỏ thì nó không có đủ cho gà. Mình trồng nó cũng không có được nữa. Tại vì trồng mình bao nhiêu lên á, thì gà nó ăn không đủ và nó mổ hết. Nó còi cọc luôn, nó lên không nổi. Thì mình sẽ giờ mình sẽ nhổ cỏ ra khu đằng sau cho gà lớn và cho gà gà mái đẻ, không tông gà chuồng đẻ của mình á, nó vừa ăn không hết thì nó sẽ làm là chất độn luôn, tại vì cái vùng mình á không còn trồng lúa nữa, không còn làm lúa, nó lên vườn hết rồi nhưng nên không có gom, nên nó cũng là một ăn không hết thì sẽ làm chất độn cho chuồng gà ương gà đẻ của mình ha. Thì chất độn của gà đẻ mình thì gà cát, chủ yếu là cát không, cát với ba cái cỏ này nó ăn không hết thì nó sẽ khô, nó thành chất độn luôn, để cho nó đỡ bụi thôi. Giờ mình sẽ nhổ cỏ đem vô. Mình chỉ nhổ vậy là thôi, không cần cắt, giống như nhổ cho bò ăn. Ta cắt cho bò mình nhổ cho bò ăn ha. Như cắt cho bò mình nhổ cho gà ăn lộn. Mình nhổ chưa đầy 1 phút thì được một đống này, giờ mình ôm vô trong. Ôm trong cho gà ăn ha. Thì mình cho ăn buổi chiều. Tại vì buổi chiều khi nó ăn nó không hết á, là cái sáng bữa sau hiện gà cái cỏ nó vẫn còn tươi. Chứ mình cho ăn buổi sáng á, thì chưa đầy 10 phút thì có ánh nắng thì nó héo cỏ, gà nó không mê. Buổi chiều cho ăn được 2 bữa, chiều xong nó ăn đã rồi tới sáng hôm sau. Sáng sau nó vẫn còn tươi, tại vì chiều thì nó mát rồi. Đây mình vô tới trong rồi, mình đổ vô đây thì mình cũng cho ăn thường cỏ nó thành gom luôn, nó dư thì làm chất độn. Cái này thì mình để tới sáng hôm sau nó vẫn còn tươi, cho nó ăn nó bươi thoải mái luôn. Ngoài món đó thì còn cái món này nè, cái này là lẹ làng nhất,
khi mà cho mình cho ăn gấp mình không vứt cỏ thì mình cho ăn cái này, cái lá này, cây đạm nè. Đây mình cũng trồng cái rau rau tay. Giờ mình thải lên cái vô khu này, ổng gầy dùng mình mưa quá trời luôn, rất là lầy lội. Nay được ngày nắng hé mát. Chui đâu hết đây, tên lùm đó, nấp trong lùm này. Nói chung là cái vùng tông mình là không có còn cỏ nữa, đâu có cỏ đủ ăn, thì nhiều khi nó ăn những cái lá cây hàng rào nữa. Thì thỉnh thoảng thì mình cũng bẻ kia, bẻ cây đạm với rau nè. Lại nè. Thôi mến chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn mọi người trong clip sau. Còn nhiều clip hấp dẫn mình chia sẻ về cái từng giai đoạn ươm gà và đến gà trưởng thành luôn. Những video đó mình sẽ chia sẻ sau. Thôi mến chào mọi người.